Các bạn ơi, các bạn đi 2 ngày có vui không? Có. Các bạn có muốn được đi nữa không? Có. Các bạn có muốn là các anh chị tổ chức cho các bạn nhiều chương trình như thế này nữa không? Có. Thế thì chúng ta phải làm sao nhỉ? Đúng rồi, phải ngoan thì sẽ được đi chương trình này nhá. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi, chúng ta vẫy tay chào mọi người nào. Ok. Xin chào tất cả các anh chị em trong hội tình nguyện chung tay vì cộng đồng. Em xin tự giới thiệu, em là giáo viên tổng phụ trách trường tiểu học và trung học cơ sở Cát Nê. Em rất là vui hôm nay được đồng hành cùng em trong 2 ngày tập huấn và trải nghiệm. Qua cái buổi tập huấn này thì em cảm thấy các em học sinh đã được học tập trải nghiệm rất là nhiều các kỹ năng sống giúp ích cho cuộc sống của các em sau này, và cũng mong rằng sau này hội tình nguyện sẽ có nhiều cái chương trình hay hơn nữa, bổ ích hơn nữa dành cho các em. Xin được chào giới thiệu, mình tên là Lương Anh Tú, mình là giáo viên của trường cấp 2 Văn Hán, bên Đồng Nghị, Tiến Nguyên. Và trong đợt này thì mình sẽ được tham gia với lại đoàn của hội tình nguyện chúng tay thì cùng đồng Thái Nguyên tham gia cùng với lại chương trình em nuôi của đoàn. Thì qua 2 buổi tham gia cùng với hội cùng với em học sinh thì rất là vui. Đầu tiên là mình cảm thấy rằng tinh thần của em đã cảm thấy đối với chương trình này thì các em rất là nhiệt tình, hứng khởi và hào hứng với chương trình. Và trước khi mà các em mới tham gia thì cảm giác như là các em ấy vẫn chưa có một cái gì đấy gọi là kết nối với nhau. Tuy nhiên đến ngày hôm nay thì các em đã ngồi ở đây và được đoàn kết ngồi chung với nhau trong một gia đình, đó là gia đình của em nuôi. Thì ngày hôm nay thì các em ở đây thật sự luôn phải cảm ơn tất cả các anh chị trong đoàn tình nguyện của chúng tay cộng đồng đã giúp đỡ và tạo điều kiện để có sự kết nối giữa các đoàn. Và hiện tại ở Thái Nguyên thì đang có kết nối giữa đoàn Đồng Nghị và Đại Từ. Hy vọng rằng sau chương trình này sẽ có những chương trình khác và kết nối được thêm nhiều anh em, nhiều em nuôi nữa ở trong thành phố Thái Nguyên này. Nhiều thì mình được gặp và cách đây bạn 10 năm là bạn rất trưởng thành và bạn có một cái chương trình dự án đặc biệt, đó là em nuôi và để các em có được cơ hội trưởng thành cuộc sống. Và đối với xã Văn Hán thì đây có 6 em được trong dự án này, đây là một cái để cũng tạo cho em một cái động lực để em sẽ cố gắng học tập tốt và công dân tốt sau này. Và một lần nữa là thật sự là rất cảm ơn dự án, đặc biệt là bạn Hiếu, nhiệm câu lạc bộ, và chúc câu lạc bộ cũng như là dự án sẽ luôn thành công và rằng là đưa và có nhiều chương trình hơn nữa, nhiều trẻ em có thể tham gia nữa tại tỉnh Thái Nguyên. Vâng, cảm ơn anh.